Mời các bạn. Ok chưa? Nóng nóng luôn. Ngọt sắc luôn. Quá là ok. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Thì rất nhiều các bạn, các anh chị em khán giả trên kênh cũng hỏi là thế nhà núi đồi có được nhiều không? Rồi thì các anh chị em nhắn tin nữa, vừa Facebook vừa Zalo vừa nói chung là đặc biệt là YouTube thì các bạn, các anh chị hỏi rất là nhiều. Thì mình cũng xin chia sẻ thật là nhà núi đồi được quả thì không đến được các bạn ạ. Được tạ thì được khoảng được 1-2 tạ thôi, còn lại được có quả ăn thôi. Và bẻ vải năm nay thì nó lạ lắm các bạn ạ. Đó, chiều hôm nay mùng 5 Tết Đoan Ngọ đây, mình đi bẻ vải nốt. Hôm trước thì được một số thì mình cũng, hôm đấy mình có công việc bận và mình cũng bẻ rồi. Nhưng hôm đấy thì mình bẻ xong mình về không xử lý kịp video thì nó lại bị mất đấy. Tức là hôm đấy là bị hỏng mất video, cái bẻ vải thu ở đây thì cũng rất là tiếc. Còn hôm nay là bẻ mót cuối luôn đấy. Thì mời các bạn sẽ cùng mình nhé, thu hoạch vải vườn tại gia đình nhé, 2024 nhé. Đó. Đây. Nói chung là bẻ vải năm nay nó lạ lắm các bạn ạ. Thứ nhất là những quả vải chưa chín thì nó thối này các bạn này. Đó, đây có những cái chùm này. Đây mình sẽ bẻ những cái chùm này nhé. Mình bẻ xuống đây. Đúng vậy là vừa bẻ vừa quay cho các bạn thì nó cũng hơi nói chung là nó sẽ không được đẹp đâu. Các bạn hết sức thông cảm nhé. Thì những cái quả này cũng nó cũng chưa chín hẳn đâu. Nhưng mà thôi bẻ thôi. Còn hơn là xuống gốc các bạn, nó thối nhiều lắm. Đó, thì hôm trước cũng bẻ được 2 chuyến gọi con rồi các bạn ạ. Thì là hết thôi chứ nó cũng không có nhiều đâu. Bởi vì năm nay giống mình chia sẻ là có vải bán cũng rất là phấn khởi rồi. Đã là mừng lắm rồi. Đây thì cái vải như các bác anh chị đều biết đấy, nó thối nó hỏng khủng khiếp luôn này. Đây ví dụ nhìn này, nó đỏ hết một lớp ở dưới gốc đi. Thành ra là cũng rất là xót ruột. Còn quả nào thì bẻ nốt nhé. Nên là bẻ vải năm nay thì anh em vẫn hay trêu là cứ mở cửa vườn cái xong là nó đóng luôn, chả phải chờ lâu để đóng này cả. Tại vì có mỗi người được chút chút thôi. Có nhiều nhà thì các bác cũng được vài tấn, nhưng mà được 2-3 tấn năm nay cũng là gọi là đỉnh, siêu đỉnh rồi. Còn cũng có bác được nhiều hơn, nhưng mà đa phần là có bác 20-30 tấn còn không có quả nào cho trẻ con ăn được các bạn ạ. Đó, năm nay nó cái tình trạng nó khủng khiếp như thế cơ mà. Qua 2 ngày mưa các bạn nhé, mùng 3 mùng 4 nó mưa sầm sập luôn, mưa trắng trời luôn. Và mưa ngày hôm qua các tỉnh miền núi phía Bắc là lũ to á. Thì ở mình sáng nay cũng mưa, thì giờ thì rất là may là nó cũng nắng hẳn lên này các bạn này. Nhưng mà khả năng là nó còn mưa tiếp cơ, nó còn oi lắm. Đây chùm vải thiều chính vụ đây các bạn này. Như này sáng nay quả loại như này là 52.000 một cân này, hoặc 55.000 một cân này. Đấy, quả sần sùi thế này thôi mà giá nó siêu đỉnh luôn. Mời các bạn ăn tại vườn nhé, cực kỳ sạch, cực kỳ ngon. Hạt nó nhỏ ti các bạn này, cực ngọt luôn. Đấy mà. Đây còn quả thanh hà mình bẻ nốt. Đó. Mình bẻ xong thì mình sẽ bó nhé. Chắc có lẽ là không được nhiều đâu. Khủng đấy các bạn ơi. Ruồi vàng đấy các bạn nhìn này. Năm nay ruồi vàng nó phá này, kinh khủng luôn này. Đây con ruồi vàng đây. Đó, nó tiếp tục nó châm vào tiếp này. Đây những quả này nó hỏng này. Hôm trước là cái chùm này to này là đã cắt được một nửa chùm rồi nhé. Còn chỗ này nữa. Đây thì mình cũng sẽ bẻ luôn này. Mã chỗ này nó không được đẹp các bạn ạ. Mã nó bị đen đen, nó dính vào nhau. Nhưng mà thôi, đen nhưng mà quả nó cũng mẩy mẩy. Bẻ luôn. Nó thối ở trong chùm, nó thối thường thường là nó thối theo chùm đấy. Cái này bỏ xuống đây và lát sẽ vặt tiếp nhé. Đây các bạn này. Bẻ tại chùm luôn này. Cái chùm này nó cũng, cả cái chùm này hôm trước là nếu tính ra loanh quanh nó phải 5-7 cân ấy. 5-7 cân riêng cái chùm này ấy. Đây cái chỗ này nó phải hơn cân rồi này. Đó. Đây nhá, mình sẽ phải chảy nốt luôn. Ui giời, chặt lắm. Và mình sẽ, wow, nặng thật các bạn ạ. Nhưng mà có nhiều quả thối lắm, mình sẽ phải dừng máy để mình bỏ, mình vặt ra nhé. Đây, cả cái chùm mình vừa gọi hôm trước đã chảy một nửa rồi. Hôm nay chảy nốt. Wow, đây các bạn này. Nặng to thế. Wow, rất là đại tướng luôn. Và mình để sang bên này. Đó. Nắng lên cái nó oi luôn các bạn ạ. Khả năng nó còn mưa tiếp ấy. Như Hà Giang rồi thì các tỉnh miền núi phía Bắc, Quảng Ninh rồi Hải Phòng mưa hết.
mưa mưa trắng trời luôn, mưa lụt luôn đấy. Thì ở chỗ mình đây thì nó cũng may là cũng không 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 lụt, nhưng mà nước tầm này là đã đủ lắm rồi, cũng hy vọng là nó cũng không mưa nữa, chứ mưa nữa thì cũng vất vả lắm các bạn đó. Nay mình mới bẻ gọi là vải thiều chính vụ nhé. Còn vải ngọt thì mấy chú trùm tùm này đây, các bạn nhìn này, ruồi vàng nó đã sang nó châm rồi này. Đó, đây em ruồi vàng đây. Đấy, nó đang bẫu quả này, quả đầu tiên này. Đó, đây. Đấy, em nó đang đi di chuyển đấy, con ruồi vàng đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó phá, nó chưa năm nào ruồi vàng phá vải, mà năm nay ruồi vàng nó phá vải khủng khiếp luôn. Đấy, cả cả có con kia nữa, cái con này này, nó phá này, các bạn nhìn này, cái con châm này này. Đó, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đó, nó châm ở nó bám trên quả vải. Đây, cái này có lẽ là chiều mai thì vải ngọt thì mình cũng bẻ nốt thôi. Được quả nào thì được, mà cũng bẻ nốt chứ không nó thối đỡ phí các bạn ạ. Thối khủng khiếp luôn đấy. Nào, mời các bạn ăn tiếp nhé. Vải thiều tiến vua. Đây. Quả này hơi to nhưng cũng ngọt và thơm lắm. Em rời vàng em vẫn lượn lờ cái quả, cái quả, cái chùm vải ấy. Đó, đang tìm cái chỗ điểm yếu nhất để châm chọc đấy các bạn, phá của mình đó. Nắng này, đỏ này, oi này. Đó, và bên này nữa, bên này còn mấy chùm nữa. Và phía bên ngoài kia còn cây sai nhé, nhưng mà nó hơi nắng. Nhưng thôi giờ bẻ từ đây đấy nhé, bẻ từ đây đó. Đó, đây, những quả này cũng được ấy chứ. Nhưng mỗi tội không có nhiều thôi, nên là nhiều bạn hỏi bảo là có được vải không, bảo thì ra là năm nay mất mùa chung ấy, thành ra là được bẻ vải cũng là một cái hạnh phúc rồi các bạn ạ. Được thu hoạch vải đấy đã là một hạnh phúc rồi đấy. Đúng không? Đây, cả cây nó được đúng một khoảnh luôn như này các bạn này, được đúng một cái khoảnh bé bé này này, chứ nó không phải là được cả cây đâu, mỗi cây được một vài chùm thôi. Đây, mình bẻ đây nhá. Đó, đây chùm đây, các bạn thích không? Đây, chiều hôm qua thì mình cũng đón các anh chị ở gia đình anh Thuận tại Sài Gòn ra. Thì hôm nay có các anh chị Hà Nội cũng bảo là thế có sắp tour được không, mà thực ra thế nói tour thì nó khủng khiếp quá. Các anh chị các bạn có nhu cầu nhé, mà muốn về Lục Ngạn chảy vải này, hái vải này và leo đồi vải nhé, ăn vải tại vườn nhé, thì hãy liên hệ với kênh Núi Đồi Lục Ngạn nhé. Đấy, mình cũng đưa các bạn đi, các anh chị đi, nói chung là được trải nghiệm thực tế luôn, ăn những quả vải ngon nhất, chất lượng nhất. Đó, đây quả nó hỏng đây. Hỏng thì bỏ nhé. Đó, đây, và bẻ luôn tại vườn này. Đó, đây, ô, rụng luôn rồi. Đó, mình bẻ, mời các bạn nhìn bẻ cái chùm này cùng với mình nhé. Một tay bẻ vải, một tay quay này. Đó. Hôm nay như vải này thì nó rơi vào khoảng tầm, nếu vải này bán được thì khoảng tầm 65.000 một cân các bạn nhé. 65.000 một cân. Một cân 65.000. Hai cân 130. Các bạn thấy có giá trị không? Mỗi tội không có nhiều thôi, chứ năm nay mà có khoảng tấn vải thì cũng gọi là gỡ gạc được tí, mà 2 tấn thì quá êm rồi các bạn. Có tiền trăm ngay đấy. Nhưng năm nay thì các bác có được tiền trăm thì vẫn có, nhưng mà ít, tỷ lệ sẽ ít hơn rất là nhiều nhé. Nào, mời các bạn bẻ cùng với mình. Cái quả vải Thanh Hà này các bạn này, là nó màu đỏ, phải càng đỏ thì càng có giá. Mình bẻ ra cảm giác nó trắng trắng, nhưng mà thôi cũng kệ nó thôi, bởi vì nó còn thối mà. Nó thối tương đối nhiều ấy. Đấy, như chia sẻ đây, cái chùm này thì không thối nhưng cũng có quả lâm tấm. Đây, còn phía bên này kia có mấy quả to các bạn ạ. Đây, mình sang đây mình mời các bạn bẻ quả này. Đại bự luôn nhé. Đây. Quả này gọi là... Đó. Xong lát mình mời các bạn sẽ sang phía cây kia bên kia bẻ. Đây, cây này quả to tổ bố luôn này. Đó, đẹp không? Nhưng mà nó cũng vẫn rụng. Đây. Quả nó to, nhẵn các bạn nhìn này. Nó to, nó nhẵn. Nó rất là đẹp luôn. Nắng. Phê. Oi. Đó. À, mời các bạn bẻ vải cùng với mình nhé. Ở phía trên kia nữa cơ. Những cái chùm mà sát dưới đất phía bên kia các bạn nhìn này. Đó, lát nữa sẽ bẻ sang phía bên kia nữa nhé. Đó. Các bạn nào muốn bẻ vải thì khẩn trương về đất Lục Ngạn bẻ nhé, không là nhanh là không nhanh là hết đấy. Không có không được trải nghiệm bẻ vải mùa 2024 đâu, phải chờ sang 2025 đấy nhá. À thôi, có lẽ là mình vẫn dừng một chút để mình bẻ. Lúc nào mà giải lao thì mình sẽ quay để gửi đến các bạn nhé. Thời tiết thì tương đối là nắng nên là cũng tranh thủ một chút đấy. Bẻ xong các bạn nhé, tức là mình bẻ từ trên cây xuống ấy các bạn, thì bây giờ sẽ phải tút lá xong bó xong rồi mình lại cắt mới cho lên sọt. Còn hôm nay mình bẻ xong buổi chiều thì mình mới bó xong thôi, còn sáng mai cắt xong mới cho lên sọt các bạn nhé. Đó, đẹp không các bạn, quả năm màu ăn không?
quả rất là to luôn đấy, nhưng mà mỗi tội không có nhiều. Đây quả này rất là lì và to nhé, này nó thế tương đối là gọi là đẹp thôi chứ chưa phải là đẹp hẳn nhá. Đó, giờ sẽ đến công đoạn tút lá, làm có vất vả kỳ công không các bạn? Rất là kỳ công đấy. Thôi nhưng mà trước hết thì cũng phải mời các bạn ăn một quả vải. Đây là gọi là quả vải Thanh Hà hay quả vải Tàu Lai, Tàu Phấn nhé. Chọn quả to nhất để mời các bạn. Đây các bạn này, quả này bao giờ nó có độ méo méo này, vẹo vẹo này, vặt này. Đó, cầm này, đẩy tay này. Ở trong các bác miền Nam hôm nay mình thấy rau Sài Gòn là vải rụng 100.000 một cân, vải cuống là 130. Đấy nhưng mà nó không phải to VIP như loại này đâu các bạn nhé. Loại này VIP thì có lẽ là hiện tại giờ có cuống như hôm nay ở đây là 70 hoặc hơn 70.000 một cân, 65-70.000 một cân kiểu thế. Rồi, mời các bạn. Đây, mình đã bóc ra rồi. Chiến nó nhé, mời các bạn. Ngậy ngậy ngon ngon, quá là tuyệt vời. Mỗi tội là nhiều mũi cắn này các bạn nhìn này. Hai em mũi đang đốt mình này. Đây, đang ăn vải mà còn không yên với nó. Đấy, vườn nó rậm rạp đấy. Rồi ăn tiếp. Làm quá đẫy mồm luôn các bạn. Thế quá. Bây giờ mình sẽ tuốt lá đây. Tuốt đây các bạn này. Tuốt xong nó ra phải tuốt sạch nhé. Những cái vải này thì nó giòn cuống các bạn ạ, nó hay gãy này. Và đây, những quả này nó to nhé, nó không bệnh tật gì đâu nhưng mà nó vẫn hay bị rụng ấy. Quả này thì bị rồi vàng nó châm này. Đấy, những quả này rất là to bự luôn. Còn quả này, tuốt ra nó như thế này. Nhìn thì cũng tương đối là bự đấy các bạn ạ, nhưng mà bó vào thì không biết có bự không thôi. Đấy. Rồi mình mẹ bên kia có mấy tròn tròn bên kia cả. Còn bảo vệ xong bẻ bên này nữa. Và đó, tăng cường thêm quân rồi các bạn ạ. Đó, bẻ đất này nó lạ lắm. Trắng hết rồi, trắng cũng hết rồi. Đó, đây những cái chùm vải ngọt này. Wow. Ồ, cứ tưởng bên này còn ấy, ồ vải ngọt nó chín chín đỏ lên mã nhanh thật đấy các bạn ạ. Đây, hàng VIP tiên vua đây. Úi, đây những cái chùm này thì quá chỉ là ok nhưng mỗi tội là không có nhiều ấy, còn năm nay nó như thế này nó là hàng tuyển luôn đấy các bạn. Ồ, nó nất nhỉ. Gà còn mổ nữa này các bạn này. Đội gà xấu tính thật đấy, nó mổ ăn hết những quả thấp thấp ở dưới nhé. Bao nhiêu ở thấp ở dưới nó mổ vì nó ngọt nó ngon ấy. Ồ, thì chả có rồi, tưởng là còn nữa. Còn cứ nghĩ bên này nó có nhiều cơ. Ồ, hết rồi. Ồ, hóa ra là đây là mấy chùm vải ngọt các bạn ạ. Học bé hết rồi đúng không ạ? Đó. Tưởng là còn mà không, cuối cùng là cũng vẫn không còn. Còn đây là vải Thiều Chính Vụ các bạn ạ, vải Tiến Vua ấy, hàng VIP Pro ấy. Đó. Bẻ năm nay nó lạ lắm các bạn ạ, bẻ không cầm bỏ tay. Đấy, sẽ mót lúc sẽ bẻ luôn những quả này các bạn nhé, bẻ luôn vải Thiều Chính Vụ này luôn, chẳng để nữa. Đây những cái chùm này lát mình sẽ bẻ luôn này, đây, những quả thối mình bỏ trước đi nhé. Và mời các bạn ăn cái quả gọi là VIP siêu pro đấy nhé, nó chưa được căng to đâu nhưng mà như thế này mã là đẹp rồi và ngon lắm, nói chung là chất lượng thế này thì gọi là tuyệt hảo rồi. Đó, đây quả của nó đây. Đó. Mời các bạn. Ở chỗ nào cũng được chùm như thế này thì có phải ok không? Đây các bạn này. Để con mang kia con tuốt xong rồi bố bẻ mấy quả vải ngọt này luôn. Bẻ luôn các bạn nhé. Còn đồi của các chú các bạn nhìn thấy xanh gì, không một quả nào luôn. Những đồi hàng chục tấn luôn các bạn, một đồi kìa để chú khoảng tầm 30 tấn mà năm nay không một quả cho trẻ con ăn, sự đúng là khủng khiếp luôn. Hay là được có cái cảm giác bẻ vải tay gọi đỏ đỏ này, bẻ xong nó tay nó nhựa đỏ đỏ này, năm nay thì đã là một cái hạnh phúc rồi. Sẽ bẻ hết mót hết luôn.
Quả này ngon lắm, mình thích tầm này ngon lắm các bạn ạ. Tự tay mình làm ra quả vải ăn nó phê lắm. Mời các bạn. Quả này nó mỏng vỏ lắm các bạn ạ. Mỏng vỏ, hạt nhỏ, cùi dày. Cái vải này nhá, nó rất là giòn cuống các bạn ạ. Đây, những cái quả nó to và động cái là nó giòn, có thể nó gãy cuống ra ngay. Thế nên là cái tỷ lệ mà xếp đi xếp lại các bạn ạ, nó sẽ ra cái vải rụng này, tức là vải không cuống này rất là nhiều. Cái vải không cuống này giờ bán như mình là 15-17.000 một cân nhé, nhưng nếu có cuống là 60.000 một cân các bạn ạ. Đó, nó khủng khiếp không? Đó, tức là thành quả vải rụng, đây gọi là vải rụng này, thì bán được có mười mấy nghìn, nhưng mà có nguyên như này thì 60.000 một cân. Đó. Giờ bỏ tiếp nhé. Đây, những quả nó rụng cuống rồi này. Quả này, hai quả này thì nó không lên mã này. Đây, con cho vào đây cái sọt này. Đó, ok. Giờ đi mót nốt những cái quả vải thiểu chính vụ ở đây cũng bẻ nốt luôn này. Đó, sẽ bẻ hết luôn, không còn tí gì nhé. Gọi là đóng cửa vườn luôn đấy. Mở xong là đóng luôn. Mình còn được thuê được thêm cả nhân công lên nữa các bạn. Nhân công lên để tuốt lá nữa. Thực ra là làm năm nay không bỏ bèn thì bình thường các bạn biết không, toàn phải thức đêm thức hôm ấy. Ôi, trên này vẫn còn một quả nữa mẹ. Thức đêm thức hôm làm 1-2 giờ sáng dậy. Những năm trước oải quá oải luôn ấy, nhưng năm nay thì không bỏ luôn đấy các bạn. Đây, còn nhìn thấy một quả mình cũng bẻ luôn nhá. Không để, không để nó đây. À, như năm nay thì mở xong là đóng luôn là thế đấy. Đó, bó những bó vải đi các bạn. Để bình thường mà bó không to lắm nhé, như bó này là mình thực ra hàng bó to rồi. Bó này khoảng tầm 4 cân một bó các bạn ạ. Bình thường tàu người ta thích bó nhỏ thôi để người ta chặt cuống bớt đi, đỡ có rác ấy. Nhưng cái này thì mình bó hơi to đấy. Thôi không sao, vì là bó vét mà. Cái vải ngọt thì nó sẽ nhẹ ăn vải này. Vải thiều chính vụ các bạn ạ, nó sẽ nhẹ ăn cái vải u hồng này. À, vải thanh hà này nhé. Vải thanh hà là vải nó nặng. Đây, quả nó rụng, mình bó xong nó rụng cuống rồi đây các bạn nhìn này. Đấy, những quả nó rụng cuống này. Đây, những quả rụng cuống này. Đây vẫn còn rụng cuống này mẹ. Đây tí ra nhặt chỗ này nhé. Tí nhặt chỗ này nhé, cái xanh xanh đen đen quá con chẳng bó vào nữa. Đến bó nốt cái vải thiểu chính vụ này. Đây là những quả vải thiểu chính vụ các bạn ạ. Còn dưới kia là quả vải thanh hà nhé. Nói chung quả này ăn thì sướng mồm luôn. Ê, u làm cái rụng luôn, quả ngon nhất này. Con này, u ăn quả này này. Để u ăn luôn này. Quá ngon luôn, gãy cuống á. Đặt xuống cái gãy luôn mà cực ngon. Trong veo đúng không? À, quá ngon luôn nhỉ. À, rồi. Đó. Dưới con. Đó. Đây là mình cũng sẽ ăn quả ngon nhất nha. Ăn phải ăn quả ngon nhất các bạn ạ. Đấy, quả những quả này này. Tất nhiên là vỏ nó rất là mỏng này, quả nó tròn, nó giãn gai hết này. Đấy, quả thanh hà thì ăn thì nó vị chua chua các bạn nhé, nó vị chua chua đá đá nhé, nhưng vị vải ngọt này thì ăn nó ngọt sắc luôn nên nó tê lắm. Đấy, các bạn nhìn này, ok chưa? Quá lắm. Đây các bạn, ok chưa? Nắm nắm luôn. Ngọt sắc luôn, quá là ok. Chiều mót được bằng này đấy các bạn ạ. Gọi là đủ tiền ăn phở. Họ đóng cửa vườn luôn các bạn nhé. Hôm trước thì bẻ 1-2 lần nữa rồi. Còn giờ là hết sạch luôn rồi đấy.
kết thúc vụ 2024, chào vụ 2025 các bạn nhé. Chào đón vụ 2025 chứ như 2024 này thì móm nặng anh em ạ. Đó, toàn bộ đồi một xanh một màu lá hết, không có một đỏ của quả đâu. Ở mình đây là mót được tí là còn gọi là còn có mót, còn có bẻ các bạn nhé. Còn các anh chị em ở trong này là đều không được bẻ luôn ấy, không có cảm giác bẻ vải năm nay luôn đấy. Đó, một cái năm mà anh em gọi là thất bại thực sự đấy các bạn ạ. Đó, chia sẻ các bạn như vậy. À, cũng cảm ơn các bạn và mình xin phép đóng cửa vườn. Hẹn mùa hoa năm tới và mùa vải 2025. À, cảm ơn các bạn, và các bạn muốn ăn vải Lục Ngạn thì còn rất nhiều nhé. Ở cái vùng cao thì còn được mùa hơn ở khu dưới mình. Đấy, nên cũng cảm ơn các bạn, và các bạn muốn ăn vải thiều Lục Ngạn, đặc sản Tiến Vua quê mình thì hãy alo cho kênh Núi Đồi Lục Ngạn nhé. Hoặc là muốn trải nghiệm về bẻ vải, leo đồi vải nhé, thì hãy alo cho mình. 0364052, 0368052750. Cảm ơn các bạn.